xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Yimoku Club cũng như quay trở lại với video phân tích mã cổ phiếu và đánh giá về thị trường hàng ngày của em phát nha thì ở trong giai đoạn vừa rồi thì thị trường sau khi hồi phục tích cực lên vùng 1.300 đã có những cái dấu hiệu chuẩn lời đà tăng và lấy lại những cái biên cân bằng những cái vùng hỗ trợ như trước đó là nó đánh giá và chia sẻ rồi thì giai đoạn này và đang có những trạng thái mất cân bằng ít nhiều gì cũng phải cần lấy lại những cái biên hỗ trợ và vùng cân bằng ngắn hạn của biên hỗ trợ của BNDS sẽ lăn quanh 1.270 và sâu hơn sẽ là quanh 1.265. Như vậy thì nhịp vừa rồi đã hoàn thành test lại cái biên hỗ trợ cân bằng 1265 một cái vùng trên tăng bên dưới cũng như là cái vùng zone sau khi nhúng xuống vùng zone đã rút chân lên khá là tích cực ha. Như vậy thì cái kịch bản đối với phiên giao dịch ngày 9 tháng 10 mà tiếp tục giữ được trên 1270 thì sẽ có cơ hội tiếp tục hồi phục lên cái vùng kháng cự gần nhất đó là 1283 đến 284 cho dù kịch bản và niên có nhúng xuống đi chăng nữa thì như bên dưới vẫn đang là một cái trạng thái vùng may khi rơi vào vùng này thì có thể là cái cơ hội của thị trường tăng sẽ lình xình và mất khá nhiều thời gian thôi còn kịch bản giảm sâu nữa thì em chưa đánh giá về cái xu hướng của thị trường có thể giảm sâu hơn về xu hướng đồ thị và niên đét, ở trong dài hạn cũng vẫn là một cái trạng thái là à, tích lũy ha về chung hạn vẫn là một cái trạng thái tích lũy trong một xu hướng tăng và khá nhiều cái biên hỗ trợ đỡ giá bên dưới 1270 sau hơn sẽ 1245 thì ở trong giai đoạn này thì những mã cổ phiếu cũng không quá đồng thuận với xu hướng của thị trường thị trường tăng tích cực nhưng mà cũng có rất nhiều những mã cổ phiếu giảm và thị trường dàn co tích lũy mà cũng có khá nhiều những mã cổ phiếu vẫn hồi phục và giữ được trên biên hỗ trợ và tiếp tục vượt nền vượt đỉnh thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục tham gia gom hàng dần trong giai đoạn này ha rồi thì như trong phiên giao dịch thì À, trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 10 thì những mã cổ phiếu như là nhóm chứng khoán đã có sự hồi phục đầu phiên rất là tốt, khá tích cực luôn. Tuy nhiên lại có những cái áp lực bán xuống ở uh, gần cuối phiên. Và ATC lại kéo trở lại một cái sự rung lắc biến động khá lớn ở trong giai đoạn này. Và một số mã cổ phiếu chứng khoán như là cổ phiếu như là VCI, SSI, HCM rồi uh, FTS rồi CTS, rồi BSI thì là, đó là những mã cổ phiếu nhóm chứng khoán ở phiên giao dịch ngày 8 tháng 10 đã có những cái sự biến động, hồi phục tích cực vượt đỉnh và có những cái áp lực chốt lời trong ngắn hạn. Cho nên lấy lại những cái vùng cân bằng. Theo em đánh giá thì những mã cổ phiếu nhóm chứng khoán thì trong giai đoạn này tích lũy, chuẩn lại đà tăng thôi. Ngoài ra khả năng trong thời gian sắp tới sẽ còn cơ hội hồi phục khá là sáng nha. Cho nên khi thị trường có những cái phiên rung lắc tích lũy thì sẽ là cơ hội khá là tốt cho anh chị tham gia gom hàng để đón những nhịp hồi phục sắp tới của thị trường còn ngoài ra nếu như anh chị chưa biết tham gia mã cổ phiếu nào còn phân vân thì hãy liên hệ trực tiếp với em để em cùng chăm sóc và hỗ trợ cho anh chị những cái điểm mua mua bán tốt hơn để đầu tư kiếm lợi nhuận cho thời gian sắp tới nha rồi thì nhóm cổ phiếu ngân hàng thì cũng không quá đồng thuận với thị trường cũng vẫn tiếp tục giàn co và tích lũy ở trong giai đoạn này thôi thôi rồi về nhóm ngành thép thì cũng có những mã cổ phiếu như là hòa phát nè vẫn hồi phục tích cực tăng đâu đó hơn hai phần trăm rồi hsg rồi nam kim rồi nói chung là vgs nữa cũng tăng đâu đó 2.11 phần trăm thì nhìn chung và nhóm thép vẫn giữ được thị trường và hồi phục lên cũng tương đối là tốt trong à, phiên giao dịch ngày 8 tháng 10 như vậy thì cho chúng ta thấy là cái góc nhìn của thị trường vẫn là cái sự dần co và cái dòng tiền xoay vòng từ nhóm này sang nhóm khác từ cái ngành này sang ngành khác thôi chứ ngoài ra thì cái dòng tiền trong giai đoạn hiện tại vẫn chưa quá chán chê đến với thị trường cho nên em đánh giá ít nhiều thị trường trong ngắn hạn sẽ hồi phục lên test lại cái vùng đỉnh 1.300 lần nữa để xác nhận cái xu hướng tiếp diễn trong thời gian tới ha như vậy thì về trong phiên có nhóm cổ phiếu như là nhóm dầu khí nè đâu đó là có khá nhiều những mã cổ phiếu như là gas, flx, bsr thì vẫn tăng nhẹ rồi tiếp theo PVD, PVS thì cũng có những sự tích lũy trưởng này là tăng. Tuy nhiên thì cổ phiếu PVT là một cái cổ phiếu đã có những cái dấu hiệu tích cực cái dòng tiền tham gia khá là tốt nha. Như anh chị nhìn thấy nè, đã có những cái sự là mất hút thanh khoản rất là lâu rồi thì đến trong đến cái phiên giao dịch ngày 8 tháng 10 thì mới có cái thanh khoản bùng nổ tăng đâu đó hơn 6 triệu cổ. Thì điều này cho chúng ta thấy là dòng tiền quay trở lại đối với cổ phiếu PVT thì à, chúng ta sẽ cùng à, đón nhịp này để chúng ta tham gia gom hàng đón cái sự hồi phục trong nha sắp tới của PVT ha là như anh chị nhìn thấy cái vùng nền tích lũy cũng đã khá là lâu rồi thì ở trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 10 mới là một cái cây nến tiếp tục bùng nổ và vượt nền thôi thì em đánh giá về PVT sẽ có hai kịch bản một là tiếp tục vượt trên vùng đỉnh 29.3 và cái vùng đỉnh trước đó đóng cửa cái cây nến ngày 21 tháng 8 nè đã có sự bán gục đầu xuống cho nên ít nhiều hồi phục lên chạm vùng này sẽ có những sự rung lắc thôi còn ngoài ra nếu mà vượt và giữ thẳng được trên cái vùng 29.3 29.4 lân quanh vùng này thì anh chị có thể lấy vị thế trước nha 50% tỷ trọng còn kịch bản xấu diễn ra hay là thị trường có sự tích lũy trở lại cổ phiếu FBT quay về biên hỗ trợ cân bằng quanh vùng giá 28.5 thì anh chị có thể là tiếp tục tham gia thêm 50% tỷ trọng còn lại ha còn kịch bản là FBT phá vỡ mất đi ở dưới vùng giá 27.5, 27.6 thì anh chị đặt quản trị rủi ro biên dưới này chúng ta sẽ không lỗ quá nhiều đâu đó là chỉ có khoảng ba bốn phần trăm thôi không ảnh hưởng quá lớn rồi một cái target ngắn hạn sẽ lanh quanh vùng giá 32 nha anh chị. Đó là cái lịch chúng ta sẽ đưa ra cái target quanh vùng đỉnh trước và cái target chung chung và dài hạn khoảng lanh quanh vùng giá 36 nha. Thì giai đoạn này thì đây là cơ hội thường đối là tốt cho anh chị tham gia gom hàng. Rồi nhìn về ngắn hạn thì trong phiên giao dịch thì ở đâu đó là đầu phiên đã có những sự hồi phục và tích cực đối với PVT rồi. Hồi phục và kéo lên và đã có những sự vượt nền vượt đỉnh rồi thì điều này cho chúng ta thấy là trong khung ngắn hạn đã có dòng tiền tham gia khá là tốt và tích cực vượt trên vùng nền đây sẽ là cái điểm cho anh chị tham gia ha và cái điều tích cực hơn nữa PVT đã có những sự vượt ở trên những cái vùng trên giảm này anh chị đây là PVT đã có cái vùng trên giảm trước đó và đã có cái phiên xác nhận vượt trên giảm và test lại cái trên giảm từ cái phiên giao dịch ngày đâu đó là ngày 30 tháng 8 rồi ha rồi ngày 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 3 tháng 10 rồi ha đã test lại cái vùng hỗ trợ này đây là hoàn thành test lại cái vùng trên giảm rồi thì nhịp này đây là cái nhịp hồi phục tích cực và vượt nền sẽ là điểm cho anh chị tham gia gom hàng nha rồi thì nhìn về cơ bản về cái cổ phiếu PVT á, thì cũng là một cái cổ phiếu cũng khá là tốt ở trong giai đoạn này ha cũng cả cổ phiếu PVT công ty vận tải dầu khí tổng công ty vận tải dầu khí tiền thân là công ty vận tải dầu khí doanh doanh nghiệp của nhà nước đơn vị thành viên của tổng công ty dầu khí Việt Nam nay là tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam ha. Rồi thì về cái, cái, cái uh, cổ phiếu PVT thì như là kế hoạch kinh doanh năm 2024 thì doanh thu là 8.800 tỷ nè, lợi nhuận trước thuế là 950 tỷ, lợi nhuận sau thuế là 760 tỷ ha. thì uh, những cái kỳ vọng khá là tốt, rồi những cái kết quả báo cáo lợi nhuận kinh doanh nè cho chúng ta thấy là luôn có những cái lợi nhuận tương đối là điều đặn ở trong giai đoạn này và có những sự uh, À, cũng là một sự tăng trưởng ha. Rồi về những chỉ số như BE, b, b EBIT, rồi à, cho chúng ta thấy là khá là tốt ha. Vẫn đang là một cái những con số tương đối là đẹp ở trong giai đoạn này. Thì à, về cơ bản nói chung là cũng khá là tích cực. Rồi về PBT này, như là cổ tức vẫn có những cổ tức chia khá là điều đặn này. Rồi về tài chính này, thì cũng à, cho chúng ta thấy là những cái kết quả báo cáo lợi nhuận kinh doanh đầu đó là như là quý 4 năm 2023 là lợi nhuận là 267 tỷ rồi quý 1 2024 lợi nhuận 306 tỷ quý 2 à, năm 2024 cũng là nhuận đâu đó 372 tỷ ha rồi những cái cân bản cân đối kế toán này thì chúng ta thấy cũng khá là đều rồi thì như vậy thì nhìn chung về cái cơ bản đối với FBT vẫn là một cổ phiếu khá là tốt thì nhìn về kỹ thuật cũng tương đối là tốt trong khi đó là chúng ta sẽ đánh giá thêm về góc nhìn như là cái biểu đồ của PPT như anh chị thấy ha, nó vẫn giữ được trên những cái đường biên hỗ trợ khá tốt test đúng hỗ trợ rút chân là test đúng những biên hỗ trợ rút chân nè như vậy thì hiện tại cái khung đồ thị ngày của PPT cho chúng ta thấy là đang có những sự là hầu như đã hoàn thành cái nhịp tích lũy rồi anh chị ha, đang có những sự thắt thắt cổ chai và bó hẹp tích lũy của, của Bollinger Band thì sau khi tích lũy rồi thì cái phiên hôm nay ngày 2, ngày 8 tháng 10 đã có sự vượt nền vượt đỉnh và bên bên trên mở lên thì bên bên dưới tiếp tục mở ra và vượt hết trên những cái vùng tích tụ trở lại của những cái chỉ báo thì điều này cho chúng ta thấy đây là cái điểm tham gia khá an toàn khá tốt ha rồi những cái chỉ báo thì vẫn đang trong trạng thái trung lập thôi tương tự như trong những nhịp trước nè khi mà cổ phiếu PPT đang có những sự bó hẹp thắt cổ chai thì những cái chỉ báo dần dần vượt lên thì cổ phiếu này bắt đầu tiếp tục vượt lên trên cái vùng này vùng đỉnh đây sẽ là điểm tham gia tuy nhiên vẫn có những kịch bản là có một hai phiên gì đó test lại cái vùng cân bằng này một lần nữa nha cho nên là chúng ta sẽ không ngoài lại như lúc nãy em chia sẻ rồi nếu như tiếp tục tích lũy nhẹ trở lại đâu đó lanh quanh vùng giá 28.5 thì anh chị sẽ lấy thêm 50 phần trăm tỷ trọng để cho an toàn rồi giống như những dịp trước tôi đâu đó từ cái từ tháng 6 năm 2023 cũng tương tự nha anh chị sau khi bỏ hẹp thắt cổ chai nè và những cái chỉ báo bắt đầu rồi dần dần vượt lên trên những cái cái, cái cái, cái, chỉ báo nhỏ vượt lên trên những chỉ báo lớn nè sau đó những cái bullying band thắt chặt hội tụ lại thì vùng giá vượt đỉnh thì bê bê, bê lên như anh mở rộng ra thì nó sẽ ủng hộ cho một cái xu hướng tâm tiếp diễn khá là xa luôn nha anh chị rồi thì trong giai đoạn này cũng không quay ngoại lệ nha anh chị vẫn có những cái kịch bản tương tự nha như giống như nói về thanh khoản giống như cái phiên giao dịch ngày 14 10, 14 tháng 3 năm 2024 cũng tương tự nè Đây là một thanh khoản vào bùng nổ tích cực nè và cái giai đoạn hội tụ tích lũy bắt đầu nó bước phá nè đây là thời điểm mua bắt đầu điểm mua ha và đây là cũng là cái giai đoạn tương tự nữa nè rồi đây cũng là giai đoạn tương tự nữa nè và trong phiên hôm nay phiên giao dịch ngày 8 tháng 10 thì cũng là cái giai đoạn tương tự cho nên giai đoạn này thì anh chị tham gia vẫn khá là an toàn bởi vì đã có tiền vào rồi rồi ok đó là những cái góc nhìn đánh giá của em về cái xu hướng của cổ phiếu PVT gửi đến quý chị nhà đầu tư tham khảo để đầu tư đón những cái nhịp hồi phục của thị trường trong giai sắp tới nha rồi xin chân thành cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo anh chị xem like nhớ để lại xem xin một like để ủng hộ tinh thần nha ngoài ra chưa có người đường đồng hành chưa có người hỗ trợ có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc là quét mã qr vào room zalo anh em sẽ cùng đồng hành và hỗ trợ cho anh chị tốt hơn trong một giải sắp tới nha rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại